ta sẽ thích bộ đồ chơi đấy. Bộ gì ấy nhỉ? Bộ phương tiện giao thông. À, cái này là một bảng nói phương tiện giao thông và rất là nhiều các chủ đề khác nữa đây này. Bạn Sonic bật lên mẹ xem nào. Sonic có vui không? Cẩu đây luôn. Thế hôm nay bác cũng mua cho Sonic cái xe cần cẩu siêu to này à? Wow, đẹp nhỉ. Này, đi dùng xe cần cẩu này lắm mẹ. À, giống nhau à? Cái bảng mà bác hàng xóm mua cho Sonic này là bảng nói phương tiện giao thông này. Còn một bảng thay thế về các loại trái cây này. Một bảng về bé học về nghề nghiệp này. Một bảng về số đếm và các hình dáng này. Một bảng về động vật nữa này. Và một bảng là bảng chữ cái này. Thích quá, Sonic nhiều đồ chơi thế. À, lại còn thêm một cái bút nữa. Sonic thử vẽ cho mẹ xem nào. Đây là nhà. Đây là nhà của tôi à? Nhà của tôi không cho vào. Nếu vẽ sai thì có tẩy được không? Không tẩy được à? Tẩy được nha. Cái đầu bút tẩy được đây này. Ui, xe cảnh sát đang đi ở dưới đấy. Đang đi tuần tra dưới đường đấy. Bé có đó không? Cái gì vậy? Cái bảng đang gọi Sonic đấy. Bé ơi, bé có đó không? Xong rồi, nên là cục tay.
lúc màu kia to quá. Nhưng mà phải vẽ ở trên mặt bạn ấy đi xem nó này. Tẩy cơ mà, con tẩy cho bạn. Bye Sonic TK, bye các bạn nhỏ.